mày được không bác? Té cũng cố. Bây tôi đạp, nó xui nha. Chỗ nào đó? Chỗ nào ta? Chỗ nào ta? Ok. Quay chỗ khác là tôi dẫn xe là chỗ nào ta? Rồi lên đi, Hé luôn mọi người, đã quay trở lại với kênh YouTube của anh em mình. Bữa nay những lúc thế này là không trôi là không được nha mọi người. Đó. Làm lại mình ghẹo không trời, trông chửi trời đúng không? Nhà mới mà. Còn quay được thì mình cứ quay. Mai mốt lỡ bán rồi, còn đâu ngủ quay. Lại đây. Làm vậy? Mày làm gì vậy? Làm hàng luôn, giở hàng là tên. Cái này đúng không? Đúng đây mà đúng không? À đúng vậy á. Đưa xuống mà, phải đưa xuống trước, đưa xuống điểm trước. Dây đĩa này xuống khúc nữa thôi. Cái thằng hé này mày đưa. Thôi, dây đĩa này đi xuống khúc nữa thì nó vừa dây đĩa như vậy. Còn dân dây đĩa. Ủa mày thấy gì? Sao ta? Đó đây. Mày làm cái gì cố? Ủa con mẹ nó còn cái gì đây? Mẹ! Cái thằng này chọn bù ơi, chọn cái đó kìa. Nó thiệt chứ mày. Mới làm gì cũng dẫn cái đó. Dạ, 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 Khoan, Nghĩa ơi! Có sợ không dính không? Ờ, không sợ rồi bà. Nghĩa là điều thôi. Cái một cái giấy vậy? Trời ơi, cái thằng Nghĩa này thiệt chứ, nó đánh dao không à? Nó tạm nóng là... Ui da! Mẹ nó! Bệnh gì đâu không à? Còn nổi không? Dám còn mấy tao không? Còn? Sao? Sao? Nè! Dính chân nhắc luôn. Mày nghĩ đâu thì nó đúng chi thẳng biết nữa. Không nghe mày gắn điện cho tao hay là miệng mày khóa. Trời ơi, hết cái điện gì ta? Nghĩa, Nghĩa, dỡ cái thang lên, dỡ cái thang kìa. Không hết đu được rồi, dỡ cái thang lên. Ai định cái nào lửa này? Con cầm con nước thế này, định cái trước kia, mẹ mày ngã nó xuống coi, sao? Mẹ nó xiết chi vậy? Nghe, đi xuống cái đi, 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 xuống coi trời, đi, đi, ông mới đuổi mà. Giờ đu lên đi, con đem ở đây. Mình cắn cái vỏ ra có đau. Ê, ê, bị thang tay với Nghĩa kêu làm kêu luôn. Rồi, mình tiếp đi. Ok, đây, đây, đây. Mẹ nó, con bè xuống dưới, có điện quặng gì nữa. Vậy, cho lên miếng mới được. Lên miếng đó à. Vậy sao đeo lên nữa. Chút thằng đi chơi. Đến đây, chở thang luôn. Không mày. Chờ đi nữa. Mẹ nó lập ra cái chân. Thằng miệng phá gì ta, đút lên. Rút vậy sao. Vậy là chờ miếng nữa, chờ miếng nữa. Ê, chiên cái ghế đỏ là luôn. Chiên xiên vậy. Kìa. Té. Nè lên. Lên cùng khỏe chứ lên, tới rồi lên. Tới để cái đỏ cho ba lên. Ủa ta trời ơi. Cái đỏ vô rồi, cái đỏ luôn à. Trời ơi. Mai nhân thật quá vậy. Dạ, miếng, cái đó chạy xuống cái... Ờ, đó. Rồi, thôi cái vàng rồi nó tới chưa. Cái vàng. Không. Tới chưa. Không được. Cái vàng á, cái vàng nó tới chưa. Mày. Chưa, chưa. Chưa được cái đỏ rồi. Chưa được, cái đỏ mới được. Đỏ được. Trời.
tỉnh đi mà tỉnh đi. Tỉnh tỉnh là tội tao. Cái thằng mày gỡ coi. Mày đâu quên ra đi. Rồi rồi, hợp lý á. Lên. Lên. Trời ơi, cái gì vậy? Lên đi. Lên đi. Lên đi xuống. Bây giờ nè. Con đi phép bạo lên xíu. Nè, rút tránh đi. Dạ. Đi rút nè. Má. Có chơi ngu. Ê, không biết là nha, đậu dễ không nha, không biết nè. Cái gì cầm. Bảo lên cho ông rút sẵn ông lao á. Bè. Bỏ nút vào đáng rút cái này xuống nè. Trời ơi. Trời rút luôn. Rút. Ông mày thế nào. Rút tôi kìa. Rút. Để lên nè. Đánh thủ. Xiết. Rồi xiết. Xiết đi. Ủa mẹ nói rồi xiết đi. Xiết mẹ lên. Đánh nói vậy thôi. Rồi. Xuống. Nó hùng quá. Bỏ thả đi, thả đi. Nó không phải em gỡ ra. Vậy. Khi ông qua bên mình làm cái đây. Đi qua. Buông ra coi. Buông bên. Đến đây kia qua đây nè. Để gắn cái điện này gắn xong rồi hả. Buông hẹ nó. Mày bỏ nó xuống đất đi. Trời ơi. Như là nghĩa quần này thiệt chứ. Ở điện dưới đây lận. Bao lớn mà khoảng nít vô nha. Đây là qua miếng nữa. Đen làm mà quá bao mà. Qua miếng nữa được kìa. Vậy. Ở điện dưới đây lận. Quả điện đây nè. Cắt đi. Điện đâu dưới đây nè. Giờ dư vậy sao? Dư cắt kìa chứ. Ông điện để trên chứ đâu để dưới. Để đi. Thằng tiền thằng kèn nó mới ghim được. Mẹ. Cắt ngay đi. Má quên đi, con chú có kéo. Chết mày. Má thì con chú có kéo mà quên. Mày gọi má này các bạn ngủ rồi chứ gì. Mày ơi. Má. Cậu xả ta. Chưa mà. Bình thường bình thường. Rồi rồi, ok. Xuống đi. Mẹ nó bỏ nó hầu bây giờ làm phá không à. Làm cũng làm phá không, đi theo đu phá không à. Rồi bây giờ phải leo lên đi, còn thúc cái điện cắt làm gì. Leo lên đâu? Leo lên thằng ấy con miếng này cho nó dựa lên đây. Thôi rồi, cắt đi thay thù. Ui. Cắt đi. Ủa. Sao không để cắt nó, để làm bóng đèn. Để làm bóng đèn. Cái nào khúc này là bóng đèn đưa ra bóng đèn. Dư nè. Giúp nó thì thôi vậy, con nhầm cắt bột gà ra làm bóng đèn. Mua. Sao sỏi được không? Được. Sổ thêm được không? Được. Không cho chung đồ nãy sổ cộng này. Giờ sao? Giờ con phải đóng làm. Đi leo lên. Mà đi leo lên. Còn có nữa hàng chi mà leo đi. Mày thằng khùng rồi nè. Đi leo đi. Tao là tụi có bỏ tao không? Bây giờ không có lẽ. Nè bây giờ ông leo cắt nha. Cắt đi, cắt đi. Cắt đi vô trong trong nhà phải tường đi. Mua nó cái móc đóng luôn rồi. Mày nó học tới từ được quá. Học giữa chừng bỏ. Cái này nó biết. Mẹ mình. Ê. Dạ chú muốn thêm lỗ nó dễ lỗ chú hẻ cho con chú kèn con. Dạ. Má. Để chú lỗ nữa chú dễ xả. Mày. Có tao đạp bầu á. Ê. Sao? Phan à? Chẳng có mũi phan nè. Không mày. Con thấy chú rồi, thôi bị đóng lên đó. Đúng rồi. Thắng cũng như mèo lỗ vậy đó chú Diệp. Đánh quá không nghĩ được. Ừ. Thôi vậy đi mày. Thôi vậy chơi đi. Nghĩa mới dẫn. Phan. Phan. Rồi chú Dung dứt quà sao con ấy. Mẹ nó dưới cái quần nó thẹt em luôn. Chú Dung dứt quà là sao con lê vô. Phan. Thằng này vậy, phải quất quán dẫn rồi mày. Chơi quách quần luôn, giả bộ chơi quách quần. Quách. Rồi nhọn nhọn vậy dễ. Nhọn nhọn vậy dễ. Đúng rồi. Giờ để cho con làm con chiều Nghĩa ơi. Rồi làm đi, mệt quá. Rồi vậy đi mày. Cái đường nó vậy là xét lắm à. Vậy chú làm đi, con đang làm chuyện của con. Mày đây. Khoan cái thang luôn. Gái. Ôi, ôi. Đâu. Ủa, vậy leo lên rồi đem xuống kìa rồi hả? Đem cái công với giờ đem sao? Thôi vậy đâu đi. Hả vậy hả? Bây giờ đâu có đồ đồ đóng, để đi mua đồ đóng mới được. Ê con biết rồi nè. Đứng chỉnh tránh luôn. Hay mày. Hay. Đứng chỉnh tránh luôn. Đứng chỉnh đi. Bạn nói nó bát trong ngay. Đứng chỉnh tránh luôn.